Hiện tại thì các cầu thủ đang đang vào vào guồng, đang có cái trạng thái thi đấu mà V-League lại nghỉ đến tận hơn một tháng, nó cũng ảnh hưởng đến cái trạng thái thi đấu của các cầu thủ. Gần như là chẳng có một cái giải vô địch quốc gia nào mà cứ thi đấu mấy vòng rồi lại nghỉ một tháng. Sắp tới theo cái lịch sắp tới thì tôi thấy là cũng sẽ thi đấu 3 vòng lại tiếp tục nghỉ thêm khoảng tháng nữa. Nó rất là bất cập. Nghĩ là cái này nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái phong độ thi đấu của các cầu thủ. Tôi nghĩ là nếu mà nghỉ để cho đội tuyển quốc gia mà cái thời gian dài như vậy là cũng là rất là quá. Đây là lệ với cái đội tuyển trẻ như vậy, tôi nghĩ là không nên. Quãng thời gian nghỉ đó cũng là một cái quãng thời gian tôi nghĩ là bổ ích cho một số cầu thủ đội tuyển quốc gia, khi mà họ cũng trải qua một cái vừa rồi một năm thi đấu rất là dài. Nhưng nói về mặt chuẩn bị cho trận đấu, cho giải đấu thì đây cũng là một cái khó khăn cho tất cả các đội, chứ không phải là chỉ có riêng Viettel. Nhưng vì chúng ta làm nhiệm vụ quốc gia thì chúng tôi cũng sẵn sàng là cố gắng vượt qua để đóng góp cho một phần cho các đội tuyển quốc gia. Tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên ủng hộ cái đội tuyển quốc gia. Chúng ta biết là các cái giải trẻ rồi đội tuyển quốc gia, các cái đội tuyển trẻ và các đội tuyển quốc gia cũng cần thời gian để chuẩn bị. Thì tôi cũng ủng hộ hoàn toàn cho cái việc mà chúng ta dành cái thời gian cho đội tuyển quốc gia.